Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Đồng Hồ Hoàng Nhật. Thì hôm nay em xin gửi đến mọi người là 25 sản phẩm ấy, mọi người. 25 sản phẩm đến từ thương hiệu Nhật và Thụy Sĩ. Và cái đồng hồ Hoàng Nhật bán ra thì bên em cam kết tất cả sản phẩm bán ra đều là hàng chính hãng hết nha. Nếu phát hiện hàng phát, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng thì bên em xin hoàn cho mọi người gấp đôi tiền nha mọi người. Và khi mọi người mua hàng, mọi người sẽ nhận được cái phiếu bảo hành của bên em. Ở trên này có địa chỉ và tên cửa hàng ha, và số điện thoại. Số điện thoại này em có ghi dưới phần mô tả, mọi người xem giùm em cho nó dễ ha, dễ thấy. Đây là số điện thoại và là số Zalo của em luôn, số duy nhất mà em sử dụng nha. Để tránh trường hợp lừa đảo thì mọi người liên hệ trực tiếp và đúng cái số này giùm em, 0378275894 ạ. Phía sau em sẽ kim luôn giấy bảo hành ha mọi người. Em sẽ bảo hành cho mọi người là 12 tháng đối với đồng hồ cơ và 6 tháng đối với đồng hồ pin nha. Và khi mua hàng thì em sẽ ghi tên sản phẩm ở đây, giá thành và ngày mua để em có thể bảo hành cho mọi người một cách tốt nhất ạ. Để không làm mất thời gian của mọi người nữa thì em xin vào chiếc đồng hồ đầu tiên, mã số 1. Mã số 1 là một em Seiko 5 ạ, một em chiếc đồng hồ Seiko 5 ha. Em này máy tự động, automatic, và kính em này là em đã lên kính sapphire luôn rồi nha mọi người, kính sapphire lên rồi. Và tất cả các sản phẩm ở đây nè đều là những sản phẩm chống nước hết nha. Thường thì những chiếc mặt hàng đồng hồ qua sử dụng á, thì mọi người ta không có bao nước cho mình, còn bên em sẽ bao nước cho mọi người luôn, vì bên em đã có máy kỹ thuật chuyên dụng để đo và cân chỉnh cho mọi người hết rồi, nên mọi người mua về là chỉ việc đeo thôi. Em đã cân chỉnh lau dầu và test nước cho mọi người rồi luôn nha, mua về là mọi người chỉ đeo thôi à, không cần làm thêm bất kỳ điều gì nữa hết. Và đầu tiên, chiếc mã số 1 này là một chiếc đồng hồ Seiko 5 hết mọi người. Em này là form đơm đớm à, mọi người thấy cái mấy cái kiến này nó có vạch đen á, mọi người thấy đen này, nó thật ra không phải nó dính hay là nó dơ gì đâu, mà nó phản chiếu cái cọc số lên cái kiến á. Này em nghiêng góc là nó hết này đúng không, đó. Nghiêng góc là nó hết ha, chứ không phải nó dơ hết mọi người. Kính này là em đã lên sapphire luôn rồi nha, lên sapphire cho mọi người ngồi luôn rồi, đeo cho nó yên tâm. Toàn bộ thân vỏ này là thép không rỉ nha, zin nguyên bản luôn, dây zin của em nó. Và phía sau này là máy lỗ đáy ha mọi người, và cái kính zin của nó là nó bị bể rồi ha, em thay cái kính kính mới vào. Đây máy em nó đây, trên sườn có chữ Seiko ha, và dưới chữ này nó có chữ Seiko. Cái kính zin của nó thì nó sẽ có chữ ha mọi người, kính zin của Seiko 5 thì nó sẽ có chữ như thế này, có chữ màu đen. Nó bị bể kiến rồi, nói chung là bể kiến là phải thay thôi, chứ để nó bể nó vô nước với lại nó xấu cái đồng hồ của mình. Cái bể kiến nè, em phải tốn cái miếng kiến để thay vô đây, mà giá thì nó phải, nó không được bằng đồ zin nữa, tính ra bán cái đồng hồ này lỗ luôn, tốn tiền thay kiến mà bán giá phải rẻ hơn cái máy đồ zin này. Cái đó là điện chuyện, nói chuyện đương nhiên ha mọi người. Rồi em này mặt trắng nha, cọc số học trò và kể cả cọc phúc và kim cọc đều có dạ quang hết nha mọi người. Ban đêm dạ quang em này rất là sáng luôn, và size em nó là size 37, dây zin nguyên bản nha, mã số 1, giá 1,4 triệu. Em này dạ quang khá là sáng. Nè, dạ quang có trên kim cọc và cọc số luôn ha mọi người. Nó em còn chưa tắt hết đèn nữa mà nó đã sáng như thế này rồi. Em mình chạy 3 kim, máy tự động automatic nha, có 3 kim và 2 lịch nằm ở góc 3 giờ. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Rồi lịch nhảy bình thường nha mấy anh. Rồi em này size 37, mã số 1, giá 1,4 triệu ạ. Mã số 1 giá 1,4 triệu. Nếu em này kính zin là thường thường em bán 1,8 triệu lận. Kính sapphire, vỏ là thép không rỉ, chống nước ha. Mọi người đi tắm đi mưa thoải mái. Rồi. Mã số 1 giá 1,4 triệu à. Tiếp theo mã số 2. Trong bếp này là chống nước hết á, mọi người yên tâm. Mã số 2 một em Seiko 5 ha mọi người. Em này cũng Seiko 5, em này bản Z nội địa nè, Made in Japan ha. Chạy máy 7009.
2009, mặt số 2 lòng, được cách nhau một cái vòng tròn ha. Vòng ngoài là kim cọc được mạ vàng nè, còn lòng trong có những cái hoa văn họa tiết rất là đẹp. Máy này là máy tự động luôn nha, máy tự động bấm thứ xe lịch nha mọi người. Đây. Đó. Nó lịch ngày xưa tiếng Anh và có cái nút 1234 nè, số là mã nè. Đó, thứ là mình bấm ha. Lịch là mình xe, đó, bấm thứ xe lịch. Toàn thân vỏ em này còn rất là mới và đẹp nha mọi người. Vỏ là inox không rỉ, thép không rỉ. Còn sáng bóng luôn. Dây vỏ còn rất là đẹp. Dây zin nguyên bản nha. Dây zin có chữ Seiko nè. Máy này máy 7009, 17 chân kính, à, chống nước tốt nha mọi người, size của em nó là 37 luôn, size 37 à. Em này kính khoáng, toàn thân vỏ là thép không rỉ, chống nước tốt, mã số 2 giá 1.4 triệu luôn ạ. À. Tiếp theo mã số 3, mã số 3 này khá là đẹp. Đồ mới của em nó gần như là hoàn hảo luôn á, 98-99%. Bụi trên kính nha mọi người, bụi trên kính lao là sạch rồi. Nè, ngoại hình em nó còn rất là đẹp ha, có mấy vết xước nhỏ nhỏ thôi, không đáng kể, nhìn kỹ lắm mới thấy. Nè, góc này là có vết xước nè, nhìn kỹ nhỏ xíu à. Ngoại hình còn rất là đẹp ha mọi người. Kính em này là kính khoáng, toàn thân vỏ là thép không rỉ. Máy em này tự động automatic, em này chạy máy là 7S26 nha. Máy này 21 chân kính nè. Nè, đời máy 7S26. Dây zin nguyên bản có chữ Seiko, dây nó có số seri nha, trên dây có số seri nè. Ngoại hình đẹp, em này tự động automatic, 21 chân kính, tích có được 36 giờ ha. Toàn thân vỏ của em nó là thép không rỉ, mặt em này mặt màu trắng chảy tia nha, kim cọc số nổi, kim cọc được có dạ quang hết luôn, và góc 3 giờ chúng ta sẽ có hai ô lịch thứ ngày, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Trên mỗi cọc số thì nó đánh số từ 13 đến 24 ha mọi người, cho chúng ta tiện xem giờ. Em này thì quá đẹp luôn rồi, size của em nó là 37,5, size 37,5 ha. Form này không có tròn, nó form này vuông vuông ha mày, hay mọi người form vuông tròn, đọc là mã số 3, size 37,5, dây còn rất là dài ạ. Mặt trắng chảy tia, đẹp không tì vết luôn. Rồi em này mã số 3 giá 1.500.000, size 37,5. Anh nào thích thì alo cho em nha. Rồi hai em này em lên nhanh luôn, hai em này có một kiểu. Rồi hai em này đều Seiko 57S26 hết nha mọi người, 7S26. Máy không có lộ đáy, máy kính, máy em này là kính là bích đó, chứ không có lộ nha. Đấy, kính thì hai em này là nó giống nhau hoàn toàn, khác nhau mà mặt số thôi, một em mặt trắng, một em mặt đen, cùng chạy dòng máy 7S26, 21 chân kính, máy tự động ha, và nó tích có được 36 giờ, tích có được 36 giờ. Size của em nó là 37 luôn, size 37.
vỏ toàn thân của hai em này là thép không rỉ 316L, và cái này là đánh số của tuần trước, và kính kính em đã hai kính sapphire luôn rồi ha, hai em này kính sapphire luôn rồi, mọi người đeo không sợ chảy xước, và nó có chống nước nha, chống nước rất là tốt. Rồi để em lên từng em cho mọi người xem. Kính sapphire toàn thân thép, toàn thân vỏ là thép không rỉ ha, vỏ ngoài còn rất là đẹp, sáng bóng. Đấy, em nó đây, số 790020 7S26, giá của em này là 1,5 triệu nha, kính sapphire. Rồi tiếp theo tới em mặt đen, mặt đen ha, anh nào thích mặt trắng thì chốt mặt trắng, anh nào thích mặt đen thì chốt mặt đen. Mặt đeo màu đen kim cọc, nó màu inox mà mọi người, kim cọc là màu inox màu này nè, nhưng mà trên cái nền đen thì chúng ta nghiêng góc thấy nó tối, thật ra ở ngoài thì rất là dễ nhìn ha. Kính sapphire toàn thân vỏ là thép không rỉ, vỏ ngoài còn rất đẹp, size 37. Dây zin nguyên bản ha. Đấy em nó đây, ba kim hai lịch nha mọi người, cọc số có dạ quang lên tay em này luôn. Rồi anh nào thích con nào thì chốt giùm em ha, một em trắng một em đen. Rồi tiếp theo em mã số 6, em này cũng lên kính sapphire rồi nè, kính sapphire ha mọi người, toàn thân vỏ là thép không rỉ, độ mới em này cao cực kỳ luôn, dây có còn sớ zin ha, sớ zin. Mặt số 1 trắng chảy tia, mặt hai lòng kim cọc mạ vàng và có núm cũng mạ vàng luôn ha. Ô lịch thì chúng ta có hai lịch thứ ngày, máy là chạy 7S26 tự động 21 chân kính nha. Phía sau là bộ máy lỗ đáy đây, dưới chùm ba lăng có chữ Seiko ha, trên sườn máy có chữ Seiko được dập chìm nha. Rồi để thể hiện cho hàng chính hãng, em này chạy máy 7S26 nè, có đính đóng thông tin ở đây, và chống nước em này là thông số kỹ thuật của nó là 30m ha, là mọi người có thể đi mưa và rửa tay được. Kính em này em đã lên sapphire rồi nên mọi người cứ yên tâm mà sử dụng ha, không sợ chảy xước gì hết. Ở đây em có một miếng thép ha, cào vào đây, mọi người nghe tiếng không, nghe tiếng cào mạnh không, mặt kính vẫn sáng bóng đẹp và không trầy ha mọi người, và chống nước em này rất là tốt luôn. Rồi em này size 38,5 ạ, mã số 6 giá 1,8 triệu, mã số 6 giá 1,8 triệu. Tiếp theo ha mọi người, tiếp theo em mã số 7, mã số 7 em này size 36,5 ạ, em này bản G nội địa, góc 6 giờ chúng ta có dòng chữ Made in Saban ha, giá 1,8 triệu luôn. Kính em này cũng lên sapphire rồi luôn, cho mọi anh em chúng ta dễ chơi nè, sẽ hỗ trợ lên kính sapphire cho anh em đeo cho nó yên tâm. Và thay kính thì mọi người vẫn yên tâm là vấn đề chống nước ha mọi người, em đã test và kiểm tra kỹ lắm rồi, không có vấn đề về nước noi gì hết, mọi người đeo cứ yên tâm mà đeo thôi, đừng có để cái nút này nó nhảy ra là được nè, cái nút là lúc nào cũng phải đóng lại nha, nó hở ra như vậy nè là nước nó vô á, chúng ta đóng lại, đóng sát lại nha, là đeo yên tâm.
mặt số em này mặt trắng hai lòng hay mọi người, mặt trắng hai lòng và góc 6 giờ có chồng chữ made in Japan nè. Máy là máy automatic 21 chân kính ha. Đời máy em này là cũng là 7S26 luôn. Tích có được 36 tiếng, vỏ toàn thân là thép không rỉ. Kính là kính sapphire. Nguyên khói. À dòng đây, bản nội địa thì trên dây nó có chữ thêm chữ Japan nữa. Và phía sau kính của nó cũng có chữ Japan luôn ha. Made in Japan và dòng chữ Japan được in trên búa. In trên búa. Dây của em nó đây ha mọi người, dây zin nguyên bản nha. Máy lộ đáy. Dưới trên khung sườn có chữ Seiko ha mọi người, dập chìm nè. Dưới chùm ba lăng cũng có chữ Seiko ha. Rồi, em này ngày mai em gắn cốt lại tại vì cái cốt này nó hơi ngắn. Rồi. Để em lên tay nha. Em này cũng kính sapphire luôn. Khi lên kính sapphire rồi, cái lợi của kính này là nó không có trầy, mọi người có thể yên tâm ha. Yên tâm mà sử dụng ha. Mọi người có nghe cái tiếng không? Nghe tiếng em đập vào kính không? Lên kính sapphire thì mọi trong quá trình sử dụng mọi người sẽ yên tâm hơn ha. Đó, kiến không thì vết gì hết luôn. Mặc dù em có cà khá là mạnh. Rồi em này mã số 7 nha mọi người. Mã số 7 giá 1.800.000, size 36.5 ạ, size 36.5. Rồi, em này cũng vậy, em này cũng lên kính sapphire luôn rồi. Seiko 5. Kính sapphire, toàn thân vỏ là thép không rỉ ha. Kim cọc mạ vàng. Kim cọc mạ vàng. Rất là đẹp luôn. Cọc số nổi, những trên mỗi cọc số đều có một đốm dạ quang ha. Mọi cho chúng ta anh em chúng ta dễ xem giờ vào ban đêm. Rồi, 3 kim và 2 lịch nằm ở góc 3 giờ. Máy cũng là 7S26 nha mọi người. Máy tự động nè. Form dáng em này rất là đẹp luôn. Đó. Máy lộ đáy ha. Dây zin nguyên bản, dây zin của em nó nè, còn rất là mới, rất là đẹp. Giá này 1.900.000 nha mọi người. 1.900.000, size 37 ạ. 1.900.000, size 37. Mặt trắng, kim cọc vàng, trắng chảy tia nha. Kính em này cũng sapphire luôn. Kính sapphire, vỏ toàn thân là thép không rỉ, chống nước tốt. Em này mã số 8, giá 1.900.000 nha mọi người. Mã số 8 giá 1.900.000. Mã số 8 giá 1.900.000. Size 37 ạ. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo nha. Mọi người mua hàng thì mọi người cứ yên tâm. Các vấn đề kỹ thuật, giờ giấc như là lịch cũng như là nước là bên em đã cân chỉnh hết rồi ha. Mọi người mua và chỉ việc đeo thôi ạ. Rồi, mã số 8 xong, giờ tới mã số 9. Mã số 9 một em Orient nha. Orient em này kính kính thường nha mọi người, kính thường. Kính khoáng á, kính khoáng zin của hãng á. Em này mã số 9 giá 1.800.000. Size to nha, anh nào thích size to. Mấy con Seiko 5 thì size nó hơi nhỏ, dành giúp anh em tay nhỏ như em nè. Mấy anh mà tầm 65kg đổ lại giống như em nè thì đeo Seiko 5 size 37-38 là đỡ trở lại là ok. Còn này là mấy anh tay to size 42, khá là bự và hầm hố ha. Này dây dây khóa linh kiện ha mọi người. Em này dây khóa linh kiện luôn. Hai lịch nằm đối xứng nhau giữa góc 9 giờ và góc 3 giờ ha, góc 3 giờ góc 9 giờ, một cái lịch thứ, một cái lịch ngày. Lịch chúng ta bấm ha mọi người.
Rồi, chức năng hoạt động hoàn hảo nha. Góc 6 giờ giờ và góc 12 giờ có hai cái cọc số La Mã rất là to. Anh em chúng ta dễ xem giờ lắm luôn. Và cái cọc số đó, mọi người, cọc số nó là họa tiết phay xước nha mọi người. Chứ không phải nó trầy nha. Mà nó trầy đâu nha. Nè, trên cọc số là họa tiết phay xước nha. Cái này đẹp hoàn hảo lắm. Cười. Dính trên kiến mọi người. Nó dính ha, nó bị dơ ha. Chùi là sạch rồi. Cái này chống nước tới 50m lần nha. Nè, chống nước 50m. Máy lộ đáy, góc trí chùm ba lăng này có chữ Orient nè. Trên thân máy thì có dấu dập số 46943. Sa băng 21 chân kính của đồng hồ của hãng Orient Watch Company ha. Rồi. Và chức năng hoạt động hoàn hảo, mã số 9, giá 1.8.000, size 42. Tiếp theo mã số 10. Một em Orient dây này hơi ngắn ha mọi người. Tay 16 năm trở lại là ok. 16 năm trở lại đeo ok nha. Lớn hơn là em không đảm bảo. Hoặc là mọi người có thể đeo dây da. Giá em này là 2 triệu à. Giá em này là 2 triệu. Mã số... Ôi, hai dán qua hai ba miếng vậy. Mã số 10. Số 10 ha. Tuần trước em có lên em này nè. Mà tại bị bơm, lên lại. Tại vì nhiều anh mua con này lắm. Nhiều anh mua con này lắm lắm. Mà có người đặt xong rồi á hả. Đặt xong rồi không lấy. Thì phải lên lại. Chứ em nó không có bị gì vấn đề gì hết ha. Không bị hư, chưa kịp ship lấy đâu mà hư hao gì. Mới có gọi điện nha. Rồi, em này toàn thân vỏ em nói là thép không rỉ nha mọi người. Còn thân vỏ là thép không rỉ. Kính là kính khoáng nha. Kính khoáng. Kính khoáng. Nên là em không dám lấy cái chìa khóa em cài giống như mấy kính xe nãy đâu. Cà lên là nó đi liền luôn á. Rồi, em này mặc số màu đen nha mọi người, mặc số màu đen, cọc số phay xước. Cọc số phay xước rất là đẹp. À, góc 3 giờ chúng ta sẽ có hai ô lịch nè, hai ô lịch thứ ngày ha. Em này là bản nội địa nha mọi người, bản nội địa. Góc 6 giờ mọi người sẽ thấy dòng chữ sa băng nè ha. Lịch là lịch hai thứ tiếng nè, lịch bấm. Bấm thứ xe lịch. Hả? Trên mỗi cọc số thì chúng ta đều có một chấm dạ quang ở trên cọc số hết và kim giờ và kim phút cũng có luôn. Toàn thân vỏ chúng ta là thép không rỉ ha, dây zin nguyên bản. Phía sau này là một cái máy lộ đáy ha, cái máy lộ đáy. Cái kính, cái màu vàng vàng là màu của kính nha mọi người, chứ không phải cái máy nó màu này. Máy nó màu là màu thép sáng bóng à. Rồi thì nó ở đây sau đích nó có ghi một số thông số nè. Toàn thân vỏ là thép không rỉ nè, chống nước được 50m nè. Rồi bản nội địa make in da băng nè ha. Nào, make in da băng nè. Size 42 nha. Mã số 10. Size 42 mã số 10 giá 2 triệu và dây là cỡ 16 năm trở lại nha. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo. Tiếp theo một em Orient ha. Em này mặc khá là đẹp luôn. Nè, mặc nó vân caro nè mọi người. Mặc vân caro rất là đẹp. Phân 3D á và kim cọc của nó đều có dạ quang hết nha. Nè, phân 3D rất là đẹp luôn. Kim cọc đều có dạ quang hết. Góc 12 giờ chúng ta sẽ có logo của Orient. Em này không có tay, em này là máy tự động hoàn toàn nha mọi người. Máy tự động hoàn toàn, không có tay. Và kính em này là kính sapphire nha. Kính sapphire nguyên khói của hãng luôn, cái này kính zin của hãng luôn. Tại vì khi mọi người mà thấy Orient mà mọi người thấy cái logo mà hai cái hình này nè, hai cái hình là thoi ghép lại nè, là nó là kính sapphire luôn nha, sapphire của hãng luôn. Em này vỏ ngoài thì mạ PVD màu đen, bóng đẹp. Này, phía sau nó ghi thông số là mọi người, sapphire crystal nè, thép không rỉ nè, 50m chống nước nè, rồi tên mã ha.
dây zin của hãng. Ôi, vậy là nha, cái này dây khóa linh kiện nha bà con. Em nhầm. Con này dây khóa linh kiện. Lúc 3 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch ạ. Vỏ rất là đẹp, size 42. Vỏ mạ VVD màu đen ha. Kính sapphire. Giá 2 triệu à, 2 triệu cho em tự động. 2 triệu 2 cho em tự động đến từ nhà Orient ha, Nhật Bản. À, kính sapphire, thép không rỉ, dây khóa linh kiện, size 42, mã số 11 ạ. À. Thôi mã số 12 nè. Em này là dạng như xài lướt á mọi người, lên tay được có một hai lần hay sao á. Tại vì em thấy dây ra da của nó rất là mới nè. Dây da chúng ta đeo lâu ngày nó sẽ có dấu hiệu của mồ hôi ha. Này có dấu hiệu của mồ hôi như thế này nè. Nó đậm màu. Còn em này thì thấy là khá là mới ha, chưa có dấu hiệu của mồ hôi, chưa có lần hết. Ở đây thì nó là có chữ Orient Watch nè. Là dây zin của hãng ha, khóa zin luôn, dây zin khóa zin luôn. Mọi thứ thì còn rất là ok. Không, dây zin khóa zin luôn. Dây và đồng hồ thì rất là mới. Nào mọi người nhìn ngoại hình của em nó. Rất là mới, anh em để dành đeo Tết ha. Đeo Tết, Tết Tây gần tới rồi, Noel gần tới rồi, mua đeo chơi. Chơi lễ. 2 triệu mấy cho một chiếc đồng hồ chính hãng đến từ Nhật Bản thì nó không quá đắt đâu. Chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ đẳng cấp, mang thương hiệu lớn và là hàng chính hãng. Em này kính khoáng nha mọi người, kính khoáng mặt số 2 lòng, mặt em này màu xanh nha, xanh dương, xanh cửu long, xanh nước biển gì đó. Yeah, đúng ta, xanh cửu long nè, xanh dương đậm. Kính em này kính khoáng nha. Cọc số 2, chúng ta sẽ có những cọc số la, cọc số học trò nằm ở khung giờ chẵn 2, 4, 6, 8, 10, 12. Và những khung giờ lẻ thì chúng ta sẽ có một gạch đại diện. Và trên mỗi phút thì nó có một cái chấm nha mọi người, cho chúng ta dễ xem. Và góc 12 giờ chúng ta sẽ có một cái logo của hãng Orient ha, có hình hai chú sư tử đang khiêng cái dương miệng. Góc 3 giờ chúng ta sẽ thấy một cái ô lịch nhỏ nhỏ nằm ở góc 3 giờ. Và mặt số này hai lòng ha, lòng ngoài là chảy tia bình thường, lòng trong là những vạch sớ đứng to. Kim cọc được mạ vàng hồng, rất là sang trọng trên cái nền xanh này. Và vỏ thì còn rất là mới ha. Tên đánh giá con này mới cỡ 97% á, 97%. Kính chưa có dấu hiệu trầy xước ha. Dây thì còn rất là đẹp. Dây khóa còn rất là đẹp. Mã số 12, giá 2 triệu 2 ạ. Anh nào thích thì lấy giùm em nha. Size của em nó hình như là 41. Cho lại cho chắc nha. 41 rồi mọi người ơi. 41 ha. Size 41, mã số 12, giá 2 triệu 2 ạ. 11, 12 đồng giá. Anh nào thích màu đồng giá đều là mặt xanh nữa. Em xanh đậm hơn, một em xanh lật hơn. Rồi anh nào thích con nào thì chốt con đó giùm em ha. Tiếp theo em mã số 13. Mã số 13. 13, 14 em lên chung luôn đi ha. Hai em này tình trạng gần như là giống nhau. Rồi 13, 14 đồng giá là 2 triệu rưỡi. Hai em này đã lên kính sapphire rồi nha mọi người. Hai em này đều đã lên kính sapphire rồi. Vỏ toàn thân là thép không rỉ. Hai em này được gọi là C5 quân đội. Bản lớn á, bản 42mm á. Chống nước 100m nha. Máy tự động hoàn toàn, lộ đáy. Hai em này dây khóa linh kiện hết. Dây khóa linh kiện hết rồi. Một em mặt xanh, một em mặt đen ha. Chạy máy 7S36, 23 chân kính, máy tự động hoàn toàn đến từ nhà Seiko. Đây, em này kính sapphire ha, toàn thân vỏ là thép không rỉ.
gốc 3 giờ chúng ta sẽ thấy có hai ô lịch nha, lịch thứ ngày. Đấy, gốc 6 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ automatic nè, 23 chân kính nè, chống nước 100m. Rồi mọi người đeo con này rất là yên tâm vì nó khó mà vô nước lắm, trừ khi chúng ta làm cái nút này nó bị vô tình nó bị rớt ra như thế này thôi, còn khi mà chúng ta đóng lại thì chống nước cực kỳ là ok, gần như có đầy đủ các chức năng mà chúng ta cần trên chiếc đồng hồ, đó là chức năng xem giờ, chức năng xem lịch thứ và xem lịch ngày ha. Máy cơ tự động đến từ nhà Seiko, máy này rất là bền, tích cóp được 40 giờ nha mọi người. Mã số 13 giá 2,5 triệu. Mã số 13 giá 2,5 triệu là em này size 42 nha. Kính sapphire toàn thân thép, vỏ là thép không rỉ và dây khóa là dây khóa linh kiện à. Phía sau này chúng ta sẽ có logo của hãng Seiko ha. Trên sườn máy có chữ Seiko nè, dưới chùm ba lăng nó cũng sẽ có chữ Seiko ha mọi người. Máy chạy cực kỳ chuẩn. Mã số 13 giá 2,5 triệu ạ. Mã số 14 cũng vậy, cũng là 2,5 triệu luôn, cũng size 42 và chạy máy 7S36 giống như mã số 13 luôn nha. Kính em này cũng lên sapphire rồi, mọi người đeo yên tâm ha. Yên tâm. Nó chỉ chống trầy thôi mọi người, chứ không phải chống va đập nha. Đừng có lấy búa đập vào thì nó cũng vẫn bể bình thường á, cho nó kính mà. Là kính ha. Cả hai con luôn, 13, 14 đều là kính sapphire hết. Hai mọi người thấy không? Không một tì vết gì hết. Em này mã số 14 giá 2,5 triệu, cũng sở hữu bộ máy 7S36 nha. 23 chân kính, tích cóp được 30 giờ. 40 giờ. Đó. Rồi, ai thích mặt đen thì mua mặt đen, ai thích mặt xanh thì mua mặt xanh ha. Dây khóa hai con này đều là linh kiện hết. Được cái con 14 này thì cái khóa nó có chữ nè. Chữ này là chữ người ta in lên, khắc là da lên. Rồi, chống nước 100m nha mọi người. Ai thích con nào thì chốt con đó giùm em. Tiếp theo mã số 15 ạ. Mã số 15 một em Seiko 5, một em dây là mã full vàng. Full vàng từ dây cho tới vỏ ha, còn khá là đẹp. Chưa có dấu hiệu phai màu, chỉ có một số vết xước lông mèo nhỏ nhỏ nằm trên những cái sớ bóng này thôi ha. Để mọi người thấy không? Xước dâm nè, xước dâm. Phía trên mặt vỏ chúng ta sẽ có một cái mặt dial màu đen ha mọi người, có những cọc số mũi tên. Mặt dial màu đen có những cọc số mũi tên, kim cọc được mạ vàng nhìn rất là sang ha. Nhìn nó nổi bật trên cái nền đen này lắm. Và góc 3 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch thứ ngày. Máy em này cũng là 7S36 luôn nha. Góc 6 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ Made in Japan ha mọi người. Em này bản nội địa. Bản nội địa đến từ Nhật Bản. Và trên búa chúng ta sẽ có dòng chữ sa băng đây ha. Và trên kính chúng ta cũng có này. Trên búa có chữ sa băng à. Trên kính chúng ta sẽ có chữ Made in Japan ở đây ha. Dây thì dây zin nó có series, có số series ha. Được mạ vàng toàn thân luôn, rất là đẹp. Mặt dial màu đen. Màu đen nha. Kim cọc thì mạ vàng. Kính là kính khoáng nha mọi người. Size em này là 39,5. Dạ quang em này thì cực kỳ sáng luôn. Đây, lên tay rất là đẹp ha mọi người. Rất là sang trọng luôn. Rồi em nào thích màu vàng thì chốt em này ha. Em này giá 2,2 triệu, size 39,5. Chống nước 100m nha, dòng sport. Dòng sport chống nước 100m. Mã số 15 giá 2,2 triệu ạ. Tiếp theo mã số 16.
Mã số 16 là một em Orient mặt trắng nha mọi người. Ngoại hình còn khá là mới, một con Orient mặt trắng nhìn rất là sáng tài. Nhìn rất là thu hút ha. Em đeo con này là đi chơi, đi đám tiệc hay là đi họp gì em thấy nó cũng rất là phù hợp ha mọi người. Kiểu dáng nó rất là thanh lịch, đơn giản và nó rất là thu hút ha mọi người. Kim cọc thì được làm cọc số là cọc số nổi, được hoàn thiện bóng ha, kim cọc được hoàn thiện bóng nên chúng ta nghiêng góc thì nó bắt sáng rất là tốt. Mặt em này mặt trắng nữa, mặt trắng trải tia. Góc 3 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch nha, góc 3 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch. Và dây em nó thì được thiết kế là vừa bóng vừa sớ ha, vừa bóng vừa sớ. Rất là nói chung là tạo điểm nhấn cho cái dây nó không quá đơn điệu và nó cũng không có gì gọi là người ta quá lố, không gì gọi là ô về ô về ha, vừa bóng vừa sớ rất là thanh lịch, nhìn nó không quá là cầu kỳ nhưng nó tạo ra một cái điểm gì đó nó phá cách nổi bật. Toàn thân vỏ em này là thép không rỉ nha mọi người, thép không rỉ. Kính em này là kính khoáng nha, zin toàn bộ, zin cả dây, dây khóa zin luôn nè. Phía sau thì máy lộ đáy, nó chữ có chữ Orient nằm chỗ chùm ba lăng ha, máy lộ đáy. Size của em này là 41 nha, size 41. Máy tự động automatic, 3 kim 1 lịch, nằm ở góc 3 giờ. Dây thì còn đủ cho tay 19. Tay 19 ha mọi người, tay 19 đeo được. Dây còn rất là dài nha. Mã số 16, giá 2.400.000, size 41 ạ. Size 41. Rồi anh nào thích thì chốt giùm em ha, giá 2.400.000, mã số 16. Tiếp theo em này mã số 17 mà ghi lộn 23 nè. Mã số 17 ha mọi người. Em này giá 3 triệu. 3 triệu đến từ thương hiệu Fubo ha mọi người, Fubo. Rồi. Em này không có gì để nói rồi. Ngoại hình thì còn mới cỡ 99% á. Ngoại hình cỡ mới 99%. Tôi em này dây vỏ. Vỏ là thép không rỉ nha. Kính là kính khoáng. Mặt dial là đủ, có đủ 12 cọc số luôn á, 12 cọc số học trò, rất là nổi bật nha. Và trên mỗi cái cọc số này đều có dạ quang hết nha mọi người. Chúng ta có sở hữu mặt một mặt dial màu đen, một mặt dial màu đen ha, hai lòng, lòng ngoài chứa những cọc số, cọc giờ, lòng trong chúng ta sẽ có họa tiết hoa văn hình cánh hoa ha mọi người, ba vân 3D cánh hoa rất là đẹp, do Fubo thiết kế, có dòng chữ Fubo Design nè mọi người. Rồi cái này là bụi trên kính ha mọi người, bụi trên kính nha. Nào mọi người nghiêng góc thì nó sẽ cái hộp bụi này nó đi mất tiêu. Này, chỗ đen này nè, nhiên là nó mất ha. Thì cái bụi này trên kính ngày mai em lấy xăng em lau á, bây giờ nó dính cứng á, lau nó không đi. Rồi hôm nay toàn thân vỏ là thép không rỉ nha, được làm từ thép 316L, kính thì làm từ kính khoáng và hãng Fubo này, hãng nội địa Nhật nha mọi người. Fubo là nội địa Nhật thì nó chỉ bán và sản xuất trong nội địa nước Nhật thôi. Thiết kế này rất là đẹp nha. Mã số 17 giá 2, giá 3 triệu. Mã số 17 giá 3 triệu nha. Size em này 41, size 41. Form dáng em này khá là đẹp. Mặt số cũng đẹp luôn, thiết kế rất là đẹp. Em này chạy bộ máy 21 chân kính Miyota 8200, Miyota 21 chân kính. Tích code em này là như 40 giờ nha mọi người, tích code được 40 giờ.
độ mới này khá là cao, tầm 95%, 95%. Rồi size 41 mã số 7 giá 3 triệu nha, anh nào thích thì chốt giùm em. Form này rất là đẹp, nhìn nó đồng thanh đồng thủ. Mấy vết xước nhỏ nhỏ này thì em có thể xử lý hết cho mọi người nha. Rồi, em này xả mã số 17 giá 3 triệu. Có cái này, cái tag của nó nè. Cái này tên mã của nó ha, mọi người có thể kiểm tra trên mạng. Tiếp theo. Tiếp theo một em Orient lịch vạn niên ha mọi người, một em Orient lịch vạn niên, form vuông tăng ha, form này đọc à, đọc lạ lắm luôn. Ngang 37 nè, không tính nấm nha. Dài 43. Ngang 37 dài 43, mặt em này là mặt vuông, bầu dục. Kính em này kính khoáng ha, toàn thân vỏ của em nó là thép không rỉ luôn. Được hoa dây được hoàn thiện sớ và bóng nha, dây zin nguyên bản. Và em này thì độ mới còn khá là cao, trên 95% ha. Kính khoáng toàn thân vỏ là thép không rỉ nha mọi người. Rồi, vỏ em nó còn rất là đẹp luôn. Lịch lịch thì bấm nha, lịch thứ chúng ta bấm nè, ngày chúng ta share. Rồi mọi chức năng hoạt động hoàn hảo mọi người. Mặt em này màu xanh đậm, xanh cửu long. Vỏ còn rất là đẹp nha. Máy em này cũng tự động luôn ha mọi người. Góc 9 giờ chúng ta sẽ có thấy chữ Orient và dòng chữ Automatic nè. Một em lịch vạn niên đến từ nhà Orient, máy tự động. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Dây còn rất là dài ha. Dây rất dài luôn. Lên tay ha mọi người, anh nào thích form vuông, form tăng thì chốt em này. Rất là đẹp. Giá 2,8 triệu, mã số 18. Size ngang 37, size dọc 43. Tương đương với size tròn tầm 42-43 ha mọi người. Size tròn tầm 42-43. Rồi anh nào thích con này thì chốt giùm em nha. Giá 2,8 triệu, mã số 18. Tiếp theo em mã số 19. Mã số 19 chúng ta cũng có một em Orient Marco ha mọi người. Orient Marco. Em này có hỗ trợ có tay nha. Em này chống nước tới 200m lận. Anh nào hay đi bơi đi lặn đồ á thì chốt em này. Em này có hỗ trợ có tay nha mọi người, có hỗ trợ có tay, có dừng kim dây khi chỉnh giờ luôn. Có hai lịch thứ ngày. Em này là bản nội địa nha, có chữ sao băng ở góc 6 giờ nè, bản nội địa Nhật in sao băng. Khi chúng ta chỉnh giờ xong thì chúng ta dặn lại ha mọi người, tại vì nấm này nấm ren, nấm cẩu chai, nấm zin có logo của hãng nè. Em này là máy tự động automatic có hỗ trợ có tay. Em này tích có được 40 giờ ha, có được 40 giờ niềng xoay được. Mặt đeo màu đen, kính là kính khoáng, toàn thân vỏ là thép không rỉ nha mọi người, chống nước được 200m luôn. Ngoại hình em này thì còn khá là mới, chưa có dấu hiệu cấn trầy nào đáng kể cả. Còn đẹp lắm luôn á. Mua về là chỉ có việc đeo thôi mọi người ơi. Chống nước 200m thì mọi người yên tâm rồi ha. Mặt đeo màu đen, mặt số em này size tầm 42 ha mọi người. Xem này tầm 42. Đó, 41,5.
Thôi mặt đeo màu đen, góc 6, 9, 12 là chúng ta có 3 cái cọc số học trò, nhìn rất là to, rõ. Nên em này xoay được để chúng ta canh thời gian ha. Và hai lịch thứ ngày là mới góc 3 giờ, mặt màu đen, đen thâm thẳm luôn. Trên mỗi cọc số và kim cọc đều có dạ quang hết nha. Niền xoay rất là nhẹ. Kính khoáng toàn thân vỏ là thép không rỉ, size 41,5 à. Lên tay rất là gọn nha mọi người. Mấy anh tay tầm 15 16 đeo vẫn ok nha. Tại cái form nó gọn lắm, cái tay nó ôm trọn cái cổ tay luôn chứ không có đưa ra nên không có xấu. Nè. Rồi anh nào thích con này thì chốt giùm em nha. Mã số 19 giá 2,8 triệu ạ. Tiếp theo một em Orient vuông nha mọi người, một em Orient vuông nữa. Em này thì mặt đeo màu đen, mặt hai lòng. Màu đen này hơi khó quay ha mọi người. Rồi, ngoại hình em này đánh giá là cỡ 95% nha. Mặt đen này sao khó quay dữ rồi ta. Em này không biết sao khó quay mọi người. Rồi nghiêng gì đi ha, nghiêng gì đi cho dễ nè. Mặt màu đen hai lòng. Đây, mặt đen hai lòng nha mọi người. Lòng ngoài thì bình thường không có gì hết, để chứa những cọc xe giờ, cọc số. Lòng trong thì chúng ta có vân 3D ha mọi người. Có vân 3D họa tiết được hoàn thiện từ vân 3D nè. Ba kim cơ bản giờ phút giây, có hai kim nữa là hai cây kim nhỏ nữa là kim 24 giờ và kim thứ. Và góc 6 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch lọc nha mọi người. Góc 6 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch lọc. Ha, lịch bình thường, lịch chỉnh bình thường. Nè, bây giờ 24 giờ không? Thì chúng ta sẽ 8 giờ này, 9 giờ này, 10 giờ tới 24 giờ là 12 giờ này là 12 giờ tối ha. Khi cái kim này chúng ta chỉ lên đây nè là đi tối thì bắt đầu lịch nó nhảy nè mọi người. Lịch nó nhảy ha. Thứ nó nhảy cũng nhảy theo luôn nè. Rồi đó. Thứ nó nhảy theo ha mọi người. Rồi. Toàn thân vỏ em này là thép không rỉ nha. Kính em này là kính khoáng. Mặt đeo em này màu đen nha. Dây cũng rất là đẹp luôn nha mọi người. Bên này nó bị dính keo á. Lau là sạch. Đầy đáy của em nó đây. Đây là bản nội địa Make in Japan ha mọi người. Bản nội địa Make in Japan. Dây còn khá là dài. Một em đồng hồ có rất là nhiều chức năng, 24 giờ thứ ngày và lịch lọc luôn. Mọi người ha, form vuông tăng, anh nào thích con này thì chốt giùm em ha. Rất là đẹp nha. Size ngang là 35,5. Size dọc. Size dọc là 37,5, size ngang 35,5, size dọc 37,5 ha. Lắc tu lắc. Mấy con này đo cho nó kỹ, lắc tu lắc là 44 ạ. Đường chéo là 53. Hai con này tương đương với size 42 tròn à. Đeo cũng gọn lắm, đeo cũng đẹp lắm. Nè, tay 15,5 đeo ok luôn á. Nó không có lú qua khỏi cái cổ tay của mình nè mọi người. Khá là gọn gàng. Tay 15,5 ha mọi người xem tham khảo. Rồi, em này size 20, ở mã số 20 giá 3,5 triệu ạ. Số 20 giá 3,5 triệu. Rồi, tiếp theo dành cho mấy anh nào thích hộp xoàn, thích chiếu, thích những sự lấp lánh thì chốt em này. Em này sở hữu một cái niềng mạ vàng
với tính full sòn nhân tạo, những viên đá Swarovski ha mọi người, Swarovski với những cái vát cắt rất là tinh xảo luôn, mà mọi người nhìn trên ánh đèn thôi mọi người thấy nó vát nhiều, rất là nhiều cạnh. Cái này mà đi ra ngoài nắng thì nó chiếu chắc đuôi con mắt luôn. Ngoài cái đèn này ra thì bên trong những cái cọc số của nó cũng có đánh đá luôn nha. Em này là thuộc của hiệu Orivan, một thương hiệu đến từ Thụy Sĩ, có biểu tượng là một chú cá vàng, thì họ gọi nó là Lucky Fish, có nghĩa là chú cá may mắn. Tên của nó là vậy ha, Lucky Fish. Em này chống nước 50m ha mọi người, 5 ATM nè. Và máy tự động automatic, có hỗ trợ có tay nha, có hỗ trợ có tay nha. Em này 3 kim và 2 lịch. Có dừng kim dây khi chỉnh giờ luôn. Lịch thứ nằm ở góc 12 giờ và lịch ngày nằm ở góc 3 giờ, kiểu giống như Rolex. Đó, lịch nhảy một cái mọc ha mọi người, lịch nhảy một cái bật luôn. Hai cái luôn. Kính em này là kính sapphire nha. Góc 3 giờ chúng ta có một ô lịch và ô lịch này có lúp luôn. Núm này là núm cổ chai ha mọi người, nên mọi người yên tâm về vấn đề chống nước. Dây của em nó đây, dây zin của hãng nhưng mà khá là ngắn ha mọi người, còn cỡ tay 16 đeo. Anh nào mua con này thì chịu khó mua dây da, tay có quá to thì mua thêm dây da ha. Con này tay cỡ 16 đeo là vừa hết rồi. Giá này 6 triệu. Mã số 21 giá 6 triệu. Em này là ra rất là bắt sáng nha, sang lắm luôn á, đeo là lấp la lấp lánh luôn á. Đi chung với hộp sòn nữa thì anh nào mà có đeo hộp sòn nữa là lụm luôn á. Em sẽ làm riêng một cái video clip về cái độ chiếu của con này. Rồi, một em Orivan đến từ thương hiệu Nhật Bản, có một chú cá vàng nằm ở góc 9 giờ, size 39, size em này 39, zin nguyên bản, zin cả dây, dây đồng đủ cho tay 16, máy vàng ống. Cái máy này có luôn con cá luôn nha, nè, nó có logo trong này làm y chang Rolex luôn trời. Đó. Máy Orivan ha mọi người, có hình chú cá ở đây và cả trong cái búa nữa nè ha, làm rất là chỉnh chu. Kính là kính sapphire, nó để chữ sapphire nè, size 39, mã số 21, giá 6 triệu ạ. Giá 6 triệu nha. Tiếp theo em mã số 22, Citizen ha mọi người. Em này máy pin form vuông tăng, giá 1 triệu tư. Máy pin form vuông tăng nhau 1 triệu tư, còn đầy đủ hộp sổ ha mọi người, còn đầy đủ hộp sổ. Cái hộp nó rất là đẹp ha, hộp nó lạ lắm, hộp hình trụ, hộp hình trụ đẩy lên gì nè. Ngang 26, dài 31. Cái này là dây vỏ đờ mi. Dây vỏ đờ mi. Kính em này kính khoáng nha mọi người, em này kính khoáng. Đó. Dây vỏ đờ mi, kính khoáng. Máy pin đến từ Citizen, mặt số 2 lòng, mặt đen, kim cọc mạ vàng ha. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo nha mọi người. Lịch thứ nghe, lịch có là một lịch ngày nằm ở góc 3 giờ nè. Kính khoáng, toàn thân vỏ là thép không rỉ, được mạ đờ mi vàng, rất là sang nha. Giá em này 1 triệu tư. Khóa zin. Dây khóa zin. Nó hơi dơ ha mọi người. Rồi lên tay đây ha. Này nè, nam tay nhỏ nữ tay to đeo đội ok hết. Nam tay nhỏ nữ tay to đeo ok hết luôn nha. Rồi. Em này mã số 22 giá 1 triệu tư ạ. Tiếp theo mã số 23,
23 em này còn hộp sổ ha mọi người, còn hộp sổ luôn nè. Seco 5 quân đội bản vàng cát rồi, con này đi. Con này giờ hiếm lắm nha mấy anh. Gần như là tuyệt chủng rồi. Em này hàng qua sử dụng nhưng mà còn rất là đẹp, lai new. Nè, giá mới nó là 185 đô đúng không? 185 đô là cỡ 4 triệu. Trời ơi. Mới của nó là 4 triệu ha mọi người. Thông tin nó nằm trên đây hết. Thì chống nước 30m nè. Kính khoáng là kính khoáng Hclex nè. Hclex Crystal có nghĩa là kính khoáng của chúng ta đó. Real Rule Case Spec Lum Chubo Hand và Marker là cái gì vậy? Không hiểu lắm. Con là đời máy 7S26 ha. Số series bảo vạch. Rồi, quay lại với em này đi. Em mặc vàng cát Seco 5 quân đội size 37. Con này thì em chắc không ai xa lạ gì với nó rồi. Quan trọng là có thích hay không thôi. Mặc màu vàng cát à, dây zin nguyên bản nè. Khóa zin, dây zin. Ở đây thì nó có chữ, nó sản xuất tại Malaysia thì nó dập, có dập chữ Malaysia ở đây ha mọi người. Ho Chi Minh Malaysia. Góc trên này có chữ Seco ha, trên sườn máy cũng có chữ Seco luôn. Em này size 37 nha mọi người, size 37 giá 2,2 triệu. Một em Seco 5 quân đội phiên bản vàng cát. Khá là đẹp. Em này giờ có dạ quang trên cọc số và kim luôn nha. Rất là đẹp, em này nhìn rất là sáng ha. Rồi anh nào chưa có màu này thì chốt nó vào bộ sưu tập giùm em đi. Mã số 23 giá 2,2 triệu ạ. Mã số 23 giá 2,2 triệu. Tiếp theo mã số 24. Em này cũng mới trăm ha mọi người, em này hàng mới trăm. Một em đến từ thương hiệu Nhật Bản Orient. Một em Orient vạn niên ha. Hàng mới chưa lên tay ha mọi người, nó còn siêu nè, nó còn siêu nè. Đó, còn siêu chưa lọt luôn. Giá trong còn mã xác thực luôn, mã xác thực chính phủ luôn. Đó, còn chung là nó mới rồi mọi người, nó mới. Cái này máy tự động ha mọi người. Máy tự động, núm cổ chai nha, núm cổ chai. Núm cổ chai. À, lịch vạn niên ha mọi người. Có chức năng là lịch vạn niên. Góc chúng ta sẽ có góc 2 giờ. Trên góc 2 giờ chúng ta sẽ có một cái nút bấm này là bấm thứ ha mọi người. Chúng ta chỉnh thứ. Còn góc dưới này là chúng ta chỉnh cái vòng benzene ở dưới ha. Xoay cái này là chỉnh dòng benzen. Nấm này là nấm cổ chai thì chúng ta sẽ dặn ra. Và chúng ta giật ra một nấc để chỉnh lịch. Giật ra thêm nấc nữa để chỉnh giờ ha. Rồi em này mới thì không có gì để nói nhiều hết. Máy tự động nha mọi người, automatic luôn. Kính em này là kính khoáng. Toàn thân vỏ của em nó là thép không rỉ nha. Chống nước em này được 100m nè. Nước 100m mặt đeo em này màu đen. Em này có hai cái tem chống hàng giả nè. Đáy thì còn dán tem luôn. Chống nước được 100m. Bản mẫu của mình da bằng zin nguyên bản hết, chính hãng 100%. Size em này là size 43 thì phải, không tính nấm ha mọi người. Em đo là không có tính nấm, size 43. Máy tự động, kính khoáng nha, kính khoáng. Rồi giá em này là 2,8 triệu ha mọi người, size 43 2,8 triệu. Anh nào thích con này thì chốt giùm em nha. Còn một con duy nhất thôi, hàng mới trăm. 2,8 triệu chồng em mới trăm đến từ Nhật Bản nha. Size 43. Rồi cuối cùng của clip ngày hôm nay. Mã số 25 giá 4,5 triệu. Một em B-Suite. B-Suite. Như thấy chữ Suite là mọi người biết thủy sĩ rồi ha. B-Suite. Rồi, đầu tiên B-Suite là một thương hiệu đến từ Thụy Sĩ nha mọi người. Nó có chữ B. Chữ B là cái logo và là cái thương hiệu của nó luôn. Góc 6 giờ chúng ta sẽ có cho thấy dòng chữ Swiss Made. À, những cái cọc số 3, 6, 9, 12 là những cọc số học trò. Và những cọc số còn lại là những cọc số thẳng ha mọi người.
nó tạo điểm nhấn cho chiếc đồng hồ là làm cho chúng ta dễ xem giờ hơn. Nhìn cái đồng hồ nó có một số điểm nhấn nhất định, và những cọc số thì chúng ta kim cọc và chúng ta được là chúng ta được mạ vàng hết nha, được mạ vàng rất là đẹp, nhìn rất là sang và sáng trên cái nền trắng. Mặt dial chúng ta có hai lòng, đó là lòng trắng phía bên ngoài chảy tia bình thường và lòng trong được đánh vân bollinger rất là đẹp. Góc 3 giờ chúng ta sẽ thấy dòng chữ automatic, góc 6 giờ chúng ta sẽ thấy logo của hãng Speedwiz, và góc 12 giờ chúng ta sẽ thấy một cửa sổ hở tim. Em này có hỗ trợ có tay và dừng kim dây khi chỉnh giờ ha, nên em đang dừng kim dây nó để chỉnh giờ đây, đóng lại chúng ta đồng hồ nó sẽ hoạt động bình thường ha mọi người. Góc 12 giờ mà có một cửa sổ hở tim nhìn rất là thanh lịch, cảm giác là chúng ta thấy cái đồng hồ như nó đang có một nhịp thở, hay là cảm thấy nó một trái tim đang đập vậy đó. Toàn thân vỏ em này là thép không rỉ nha, vỏ còn rất là sáng bóng, đúng là thép tây nó có khác. Thép tây toàn thân vỏ không có dấu hiệu cấn bớ mớp nào đáng kể hết, còn sáng bóng nha mọi người. Núm zin có logo chữ B nhìn rất là sắc sảo. Phía sau chúng ta sẽ có một số thông tin, chống nước 30m, toàn thân vỏ là thép không rỉ nè, như này là số series và là dòng chữ Swiss Made. Chữ Crystal này là chữ gì ta, chưa tìm hiểu tới. Và phía sau này chúng ta sẽ thấy chữ 26 chân kính ha, Francis Chiwell Swiss Made này. Thiết kế máy khá là đơn giản, máy vàng. Trên dây nó có chữ Speedwiz và trên khóa thì có chữ B thôi ha, dây khóa zin luôn. Em này có đầy đủ hộp. Rồi trong hộp thì nó không có gì hết thôi mọi người, chỉ có cái hộp và đồng hồ thôi. Size của nó là 37,5, size 37,5 ha. Thương hiệu Speedwiz này cũng tôi có từ rất là lâu đời rồi. Mọi người có thể lên trên Google search thử cái tên thương hiệu này ha. Speedwiz là ra rất nhiều những chiếc đồng hồ đẹp đến từ thương hiệu này. Và đặc biệt những cái hãng mà đến từ Thụy Sĩ thì cái chất lượng, cái độ hoàn thiện và cái độ chính xác thì rất là cao ha mọi người. Rồi, ai mà thích con này thì chốt giùm em ha. Size 37,5, mã số 25, giá 4,5 triệu ạ. Số 25 cho 4,5 triệu. Rồi, chiếc này đồng hồ này cũng là chiếc cuối cùng của clip ngày hôm nay rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người và hẹn mọi người lại các clip lần sau ạ. À quên nữa, kính em là kính Sapphire nha. Kính Sapphire, vỏ thép không rỉ, dây khóa zin nguyên bản. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại ạ.